Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, không cần đến đàn pháo hay tên lửa, chỉ tốn một đô la cho một phát bắn, thứ vũ khí này đang trở thành mối đe dọa lớn nhất của Nga. Bước vào kỷ nguyên hiện đại, vũ khí laser trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đã trở thành thứ được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến. Tại sao lại cần đến vũ khí laser khi quân đội đã có đạn pháo và tên lửa thông thường? Câu trả lời trên thực tế rất đơn giản vũ khí laser có lợi thế hơn các loại vũ khí nói trên ở một số điểm đó là rẻ tiền và sử dụng được nhiều lần mục đích chính của các hệ thống laser được thiết kế chống lại máy bay không người lái uav đạn pháo mìn và thậm chí cả tên lửa hành trình của đối phương Marie miller trợ lý bộ trưởng quốc phòng về nghiên cứu và phát triển xác nhận rằng sự phát triển của chúng là ưu tiên của lầu năm góc một lần bán laser tương đối rẻ chúng là giải pháp thay thế cho một tên lửa dẫn đường trị giá hàng triệu đô la điều này xuất phát từ việc để bắn hạ những chiếc máy bay không người lái đang thống trị chiến trường trong những năm gần đây là điều đắt đỏ quân đội mỹ buộc phải tính đến thực tế là cả trung quốc và nga hiện nay đều có các uav tấn công và chính xác ngoài ra mỹ cũng thường xuyên bị tấn công bằng súng cối và rocket tại iraq và afghanistan một hệ thống phòng không dựa trên việc sử dụng tia laser chiến đấu đang rất được quan tâm người ta ước tính rằng chi phí cho một lần bắn chỉ là một đô la con số không thể nào tuyệt vời hơn. Theo trang tin Top Mỹ đã phát triển theo hướng đi này từ lâu. Năm 2010, Grastos Defense bắt đầu thực hiện dự án hệ thống vũ khí laser cho hải quân Mỹ. Hai năm sau, hệ thống tia laser chiến đấu đã có thể bắn trúng mục tiêu trên không. Kể từ năm 2014, một hệ thống laser 30 kW đã được thử nghiệm trên con tàu Post tại Vịnh Ba Tư. Năm ngoái, tại Thái Bình Dương, một UAV đã bị tiêu diệt thành công từ tia laser có công suất ước tính 150 kW từ tàu đổ bộ Poland. Và vào năm 2021, hệ thống phóng tia laser của Lockheed Martin Helios đã được lắp đặt để thử nghiệm trên con tàu Pribly. Mỹ đang rất tích cực phát triển vũ khí laser tiên tiến để có thể chống lại máy bay không người lái, tên lửa và tàu tuyên nhỏ. Nhưng Lầu Năm Góc không có ý định chỉ giới hạn việc sử dụng chúng cho các tàu sân bay cỡ lớn trên biển. Song song với đó, một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không laser 5 kW cũng được tiến hành trên các xe chiến đấu Tracker. Năm 2017, tại khu huấn luyện quân sự Fort Liu, hệ thống tia laser Mihal đã bắn trúng mục tiêu trên không. Người Mỹ khẳng định rằng các hệ thống này có khả năng bắn hạ các máy bay không người lái, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Đồng thời, Mihal hoạt động rất yên tĩnh và có thể lắp đặt đồng thời hệ thống laser và radar trên một xe bọc thép trong việc phát hiện và theo dõi mục tiêu. Có lẽ hạn chế duy nhất của một tổ hợp phòng không như vậy là điều khiển sức mạnh cường độ cao của tia laser trong việc tiêu diệt mục tiêu. Chùm tia của nó hoạt động giống như một mỏ đèn hàn, làm tan chảy bề mặt UAV hoặc tên lửa, gây ra vụ nổ nhiên liệu hoặc phá hủy hệ thống điều khiển. Kiếp vận hành cũng cần phải tập trung vào việc cụ thể trong vài giây. Điều này không hề dễ dàng với các mục tiêu đang bay. Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, người Mỹ đã đi một con đường khác biệt. Theo tờ Popular Mechanics, một loại laser sung siêu ngắn chiến thuật được phát triển cho quân đội Mỹ có khả năng tạo ra một sung năng lượng với công suất 1 terawatt trong khoảng thời gian 200 tem giây. Không giống như các loại laser sung dài thường, tia laser mới này không chỉ có thể tiêu diệt mục tiêu vật lý đang bay mà còn làm mù các cảm biến của nó cũng như tạo ra nhiễu điện tử từ cục bộ Tức là về bản chất, loại laser này sẽ hoạt động như một quả bom điện tử định hướng, gây quá tải và phá hủy các thiết bị điện tử. Ngay cả khi tia laser chiến đấu không có đủ thời gian để đốt cháy UAV hoặc tên lửa hành trình và các cảm biến điều khiển của nó, một xung điện tử cục bộ sẽ vẫn đảm bảo hoàn toàn thành công. Với những tính năng trên, tia laser chiến đấu của Mỹ sẽ là một mối đe dọa đối với máy bay không người lái non trẻ của người Nga. Kể từ năm 2017, Nga đang nghiên cứu tia laser chiến đấu của xương mình có tên Piraverse. Và kể từ năm 2018, chúng đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm. Hầu hết thông tin về các hoạt động này vẫn còn là một bí mật, nhưng có thông tin cho rằng tổ hợp laser này tiêu thụ rất nhiều năng lượng và để tạo nên tính cơ động của nó vẫn còn là một vấn đề nan giải. Tia laser chiến đấu hiệu quả nhất trong điều kiện thời tiết tốt, trong khi sương mù, tuyết và mưa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nó. Năm 2020, hệ thống laser Pirovest đã được thử nghiệm tại Syria. Có thể trong tương lai, một hệ thống phòng không dựa trên tia laser chiến đấu sẽ được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự của Nga. Rõ ràng, hệ thống laser của Nga cần được cải tiến hơn nữa để tính đến những thách thức mới của thời đại. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.